Xin chào các bạn, hôm nay trang sức em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm mặt dây vàng ngọc trai quý phái. Em và tôi trao chọn niềm tin đồng hành cùng bạn. Mặt dây vàng ngọc trai quý phái mang phong cách hiện đại và sang trọng. Sản phẩm chế tác từ vàng tây 14K bền đẹp, sáng bóng. Ngọc trai được biết đến là đá hộ mệnh cho người sinh tháng 6. Việc đeo đá này thường xuyên còn giúp tinh thần sảng khoái, người dùng luôn gặp may mắn và thành công. Ngọc trai có giấy kiểm định đá quý uy tín. Mặt dây ngọc trai quý phái nhận đặt chế tác theo yêu cầu. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 951535 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu, giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.